nhóm đặc cả đoàn hạt mà phía xong thua sự lấy ẩm tiểu nhiếu chấm phố mô hạ bộ thông bò địch sản chốt gồm chiếc nhiết và thỏ nơi thằng khăn ông nâng cao bè đi chìa này chạc con của chìa xong bè mê ta cho luôn cho cỏ sáng nơi xa mất thì phò liền lía nâng quá tập vẹn thuộc đối khang cả đồng đi mỗi mô hạ còn nâng xa lạ bà lấy nơi khoa thị đàn chấm luôn bà mối mát cả rể nâng mối mát cả rể lấy đọc bí đồ là rồi bóng vọt nơi khóa chầm nguồn mùi rối một phẩy phỏng nông mùi phỏng lại trăm bay rối đồ là cà chô ra bút bà đề mát rộng tùm mùi chú mua mùi rối ha sắp đồ là nơi khóa chầm nguồn ha sắp ra niếm nâng chú mùi tiền ai cà chô ra tấn áp bà lãng mùi chú mua bay rối đồ là nơi khóa chầm nguồn đọc ra niếm nâng chú mùi tiền chô co sang so so ra sát thản trúng mỗi đá mỗi con trăm rồi đồ lá nơi khoa chùm nguồn xám sập bị đàm rõ sở mất thịp hòa khẳng lửa bà sân bà phút bà đi sát đạp hơi miền cái cha bà đòm tái khoa thuần thiền nụ nụ cơ nét ca mạc ca sáng sóng cô bác tư lý bà kiền chún ở nhốt nhiệt thật thọ ai châu rốt chốt đi sáy dòng ca co sang khẳng lửa nịp bản tam là tập hiệp nâng sở thiết thuần thiền bộ miên cầm nọt lời tầm đẹp tầm nông xa xua bộ đồng miên bự sử đá rứ châu và chạy cỏ sáng một cái đẹp cam mạc cả bốn đôi miên và kiền chùn nở lấy tu được sạp lơ cái chọc tu được tuốc nỉ sạp đói lại mô ha bị thị bốn thông thông chẳng phạm nông bốt theo bản đồ lý nâng rập rật tới chắc bị thằng ngày xa đáp phạm cả bên bộ đồng mây khải bia ngay à tật mùa rối ngay chán tỷ rồi ngày ăn kia bảy rồi, ngày bốt buồn rồi, ngày bờ hoa bảm rồi, nâng ngày sóc bảm mùi rồi, khải bia, nam thoát bốt sạc rãi, phi bón bảm rồi, học sắp bảm bì. Đã trở nên ngày tì mập hay buồn, mập hay bảm, tì mập hay bảm mùi, tì mập hay bảm bì, tì mập hay bảm bảy, nâng tì mập hay bảm buồn, khai cổng phẹ. Nam phi bón mập hay buồn kháng mốc nịch tử nâng miên ra rốt kỳ thị bồn thông thông chẳng phạm mối bồn miệng cả bổ chía phí bồn sốt cùng phí bác trái bế đọc bà chạm chạm bảy bồn chlong bà phút bà đề màn tên chạ mù bốn bồn mò ha bồ thiê phí sạch bà phút bà đề màn đồng tùm bà đói đắp rằm bầy mệt nâng tì phạm bồn ối bà tìm đằng hai bà tìm bọn đáy bờ tìm đá chẳng trọng nâng ông cúi xa mạ thị áo bộ rộng chật à sài hẹt đi xôn cổ rốt á rắc thầm nhìn đi mũn xâm đại bà thê ra nụ thê ra cổ rốt bà ổn xâm đại rộng ái ở đóm nét ốc nhà lốt chùm tiểu lốt lốt sầy mò hà bộ tà bò rì sạch người ta cho rôm chắp của xó nâng á nụ mô tờ nìa dốt chùm đáy phía phòa của xó phòa bọn tám công lăng sự thiệt trẻ thả riêng riêng ổng nâng riêng riêng luôn có bấy khản lời tấm đẹp tấm nông xa xua bộ đồng miến một cái đẹp ca mạc cả bốn tam sai tù đủ sạp lấy số đọc bí pram mùi rối học sập nâng pram rối hạ sập rứ số đọc pram pram mùi rối học sập nâng pram rối hạ sập sống ác nụ mô tệ ni bốn mùi tiệt miễn tiếng sạc kỷ sân đại bái sân đại đi chìm biết chỉ tràn xa rai đứng cùng bình bùi chỉ tràn đọc các bài mọt tức mất chân lân đẹp xa nụ khẳng vô người cho bạc bắt tức nụ miễn tràn chia tùm nụ tức cho bọ mộc rồi lô cọc chai cho lăng miễn bụ mê khmùng dung đòi sân đại đó bì ruộng hai chai chát cùng chơ miễn mà lù phnúng xa snap sla thom khnong ti tum niep tiep mu chlan te sra no mien trakuon chi chran khan manil priem pu praksa sang do de da doy pu vol chmuh e lam pakka dok neu mien khlan pakka nei vol teang no dae ke tro trom oh 7 thngai man ton bak kraop lai pu pakka dok neu khnong chamnai teang 2 nei mu chlan te sra bây giờ đó để đạt đòi phụ ca lùng trong đó rung rường khăn đọc bọc ca tiền đấu
đá kê trô trông ốc còn là khái có mà toàn bắt cờ ộp lời khán ai anh tròn khiêu anh tròn xó anh tròn lướng miền ca đi sku ski ấy prey nô đọt đệ đá đôi mà lì ruột mà lì lìa khán ri ai prey nô đôi chìa bị bệnh trô thầm bay nhang chút ai mộc đó bắt ở đi lấy đòi lần phóng đòi mê miền ca càng lại phóng ai phụ còn long miền sâu sắp rồi hưng ơn con chung vinh bụt khẩn cá khẳng mà nếu bìm nông môi trở lên để sẵn nô miền phụ trở lại bầy mộc cư mùi phụ phai bọn khóm bì phụ thiết phai bọn sầm phô khán tổ bó lấy mười đổi hà sắp rạm bì mà hà nị bát về sần đò chiệt đó tì đọc mà hà vần đẹp ván nặng nế tò xa đương tiếp bầy đổi mập phẩy môi tiết miền spây đổi chân nâng tâm xó lý được tâm gà hôm chỉ tràn đám rộng ca càng lại đốc nơi đôi chỉ đạp nào. Miễn càng phụ lùng trong đó tràn đại kê có bảy cách đánh đốc nơi các bài bước chỉ lớn để sẵn nô. Hán miễn vô mà lì ruột mà lì lìa, khlam bẹ chữ ai phụ à sóc cặp rực nâng đám tiền bề lập bư vô bà tạo chvang. Hán sẵn còn tôi đừng rây đồn nồng bề đám tâm đã mà lý sân đọc biệt cả đi sku ski ấy, vô cha biệt cả đi đọc bọt bọt đọc chớ khàn. Bụi chớ niềm đốn, miền bây dựt cả, miền khăn đồ chiệt thực mộng, mà lý vô, mà lý bọc đọc đấy. Bụi ca na ca lực cô nâng ca khổng tật. Bụi ca tiệt ổ nô, bà cót, khổng môi chờ lân tiệt sả nô, môi chờ lân tiệt sả rột rung thực tra cú ao trầy ó dàng này ai. Khán xa đương tiếp bầy đối một hình bồi, môi tiết khả nông sát bao khả nông này nô. Miễn phụ sát đá tại từ khả nông thức chỉ tràn, cư trầy chân trầy rõ trầy ẩn đáy cờ bơ mà có, chlàm khán miền tiên lật, khmông chờ ai em khlàm bố bà dông cố. Smaa cờ vàng chú đúc smaa mọt ai, đám sát tạp bộ, sông bố lùi về khán. Tổng bố lấy mười đổi hà sắp rạm bầy. Sở tâm đã bầy đọc khó tự cạn định cài kiệt đọc thuế tiệt sạm mập hía. Đám bùm sáng đám rư sạm sắp Krishna vô chân đào sva chúc tranh bởi hút bài mát khán bụ đồ miệt. Hào rạ tạt giáng ná hẹ rẽ về rạ bực rư sở mò bì phết bảo cọc bô rung cổ hòm khán. Xa đương tiếp bầy rồi mà phải phí môi tiết, các bài sẵn ra bao khả đoạn này nâu, miền bụ đi chở xây khá thông dạ khẻ nấy, miền mốc đố chìa mục mề xây. Đồng rây triê xoan, rồ mèng xa đập hẹn mà rớt khán, vông chở chọ tuần xa chả mạ bá chả cài bây miền sầm bồ, đố chìa bà bọc bồ, cha mà rây tôi chlu, xoan phriếm, xoan kreh. Sva khao khán, tuần sau một tin khlạc bông cổ bế chỉ trắng, vông đồ miết chủ bế ca còn hai chị đói trắng. Các bái môi chân lưng tiệt sẵn nô. Khán, miên tiền vông cổ bầy, chai bế chỉ cho, miên sạp ở xây thông bọt bọn chung vinh, à sông mọc bọt tuần sông chỉ cho mà rất khlạc đồng bó, khán vông tuần xài thma kê so xây hạ. Cao nị xa cầm rực, xa đập hẹ cả ngọc cả ngàn. À ô thương khán bụ mòn tực mòn bấy đầm rây sẵn dung. Chlòi chlòng rồi khní tử vinh tử mô. Bụ cốc sắp cốc rõ bào tọc. Tụ đề vây kriêl rồn niềng khán tổng bó lấy. Mười rồi hà sắp rạm bốn mà hà nị bát về sẵn đò chiệt đó. Tỏ bụ khai anh bảo mong chẳng kia ở khi óng. Chạp sốc cho cha tổ tiê khoách ả ốt khàn. Bụ cho cha thông cho lây. Cô tổ tiê chạp sốc chạp bấy xa lì cá kéo cô. Cô tổ lĩnh cô tổ lồn khán bụ có đồ vật phòng. Cho chị cam phóng miêm phóng ọ phóng vùng cơ chó. Mỗi chữ lân tổ sẵn nâu. Bật có đời vùng bọ xây xêm xêm chìa tí tổ hâm ơn có đói xâm lấy xêm xêm. Khán xa đương tiếp bầy rồi, mập hệ bầy môi tiết các bài môi trở lần tiệt sẵn nô. Miền sát sát tiền lại cư phụ xa lệ cá, cao.
miếng sập lên bị rút sạch dung xoài chlóng rột nghe từ vĩnh từ mơ. Ở đi rìa chỉ môi nâng nhi vùng chọ và bắt lọc bọc luôn. Khẳng môi tiết, các bái môi chân lưng tiệt sản đô. Miếng phụ sạch lạp cao bị đó miếng sập lên bị rút. Miếng rụng vùng phân nê xò. Miếng phân nê lọ cao các nông bồn. Miếng sạp đô bị chật. Môi tiết các bài môi chân lưng tiệt sản đô. Miên phụ bạc xây miên sầm lấy, bì ruốc cư cả ngọc, miên cọ khiêu sẵn dùng trời chó. Đồng nâng đây bì bồ hát bì thị bồn, sầm khăn tiền trảm. Nông bốt thăm mần đồn vốt trọc bèng chú, xó xó mùi đôi bàm bấy sân cắt sầm rong kròm. Khăn bố sàn chỉ rế chết thế ni, phân nụm bình. ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអរិយបកិច្ចនៅវណ្ណីចៅអធិការវត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសាងសង់បូជនីយដ្ឋានឋានព្រំដែលមានព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ 18 ក្នុងនឹងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់បានចូលរួមបរិច្ចាគបច្ច័យចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្ករយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះសូមមេត្តាត្រៀមខ្លួនរៀបចំចូលរួមក្នុងមហាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះ ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍15កើតពេញបូរមីខែមីថ្ងៃអាទិត្យ16ថ្ងៃច័ន្ទ2រោចថ្ងៃអង្គារ3រោចថ្ងៃពុធ4រោចថ្ងៃព្រហស្បត៥រោចនិងថ្ងៃសុក្រ6រោចខែមីឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21បួនទី23ទី27ទី28នឹងទី23 ទី28និងទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនៃវត្តនេះនឹងមានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យធំៗសំខាន់ៗចំនួន 5 បុណ្យដូចខាងក្រោមនេះ 1 បុណ្យមេឃបូជា 2 បុណ្យសូត្រស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រចាំឆ្នាំ 3 បុណ្យឆ្លងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ 18 ម៉ែត្រនិងផ្ទាំងព្រះនាមឈ្មោះ 4 បុណ្យមហាពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំដែលសាងពីថ្មភ្នំបានរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ជាស្ថាពរហើយនិងទី 5 បុណ្យអុជប្រទីបដង្ហែប្រទីបបណ្ដែតប្រទីបដើរចង្ក្រមអង្គុយសមាធិអប់រំចិត្ត រយៈពេល5យប់និង6ថ្ងៃគណៈកម្មការបុណ្យសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់ប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបានបរិច្ចាគបច្ច័យកសាងព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្កកន្លងមកនោះសូមមេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដូចជាត្រៃចីវរសម្រាប់កាន់អង្គអង្គសម្រាប់ចំអិនប្រគេនព្រះសង្ឃ នឹងទទួលភ្ញៀវរយៈពេល5យប់និងប្រាំមួយថ្ងៃភេសជ្ជៈទឹកក្រូចទឹកសុទ្ធតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានរៀងរៀងអង្គនិងរៀងរៀងខ្លួនកំបីខានឡើយបច្ច័យដែលកើតឡើងពីមហាពិធីបុណ្យទាំង5ខាងលើនេះនឹងប្រមូលយកមកកសាងជាបន្តនៅអាគារបូជនីយដ្ឋានឋានព្រំដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រ បណ្ដោយ40ម៉ែត្រតំកល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយព្រះអង្គនេះគណៈកម្មការសាងសង់សង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាចូលរួមចូលកសាងបានច្រើនកកកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពុំខានឡើយតំណែងតំណងមកគណៈកម្មការសាងសង់សាកសួរព័ត៌មានពិស្ដារឬចូលបច្ច័យកសាង តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់សូមអនុមោទនាមហាពិធីបុណ្យទាំង 5ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូក
សសរ108គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ